Em xin chào cả nhà nhá. Ngày mới chúc toàn thể gia đình mình thật mạnh khỏe. Hôm nay video trước ấy, thì em vừa ra key cho mọi người. Thì video này thì em sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ để chia sẻ giống cho mọi người. Đấy, đây là những cái key nam cánh trắng Phú Thọ và có hai key HO. Đấy, hai key HO, key này to này, key này nhỏ hơn. Em chia sẻ giống cho mọi người. Thì bác nào có ý định sưu tầm thì ủng hộ, tin tưởng và ủng hộ vợ chồng em. Nói chung là các bác mua ở đâu mua, nhưng các bác phải chọn lựa cho đúng nguồn cây, đúng chuẩn cây là ok thôi nhé. Với sai cây là sẽ mất tất. Đấy. Còn với cái giá thị trường bây giờ có hơn 1 triệu, 12 triệu quay đầu đổ lại một kỳ, thì mọi người có khả năng mọi người sưu tầm và gọi là trải nghiệm châm va, và năm sau mình có một giò to hơn. Như kỳ này em giao lưu với mọi người là 2 triệu. Đấy, kỳ này là 2 triệu nha cả nhà. Kỳ cắt khúc này, kỳ này cũng 2 triệu đi cắt khúc, dễ thì nó mới nhú một chút. Cái này thì em sẽ trồng ấm chậu các thứ cho mọi người nhé. Trên này thì vẫn còn mắt, à quên mất, ở trên này còn mắt, thôi bán giao lưu mọi người cũng 2 triệu. Cái này to hơn, cắt khúc dễ thì đã phi vào mút rồi. Nó ăn vào mút như này rồi. Kỳ này là 2,5 triệu nha cả nhà nhé. Kỳ này nó dài hơn kỳ kia rất nhiều, hay là dễ các thứ là nó khỏe, cây nó mập hơn. Còn bác nào mà muốn có một cái kỳ to, kỳ khỏe để năm sau được giò to hẳn luôn thì sẽ lấy hai kỳ này của em. Kỳ này nó rơi vào tầm hơn 10 phân. Kỳ này thế, kỳ này 8-9 phân. Cả hai kỳ dễ rất khỏe. Kỳ này là 4,5 triệu này. Còn kỳ này là 3,5 triệu nhé. Hai kỳ này, nếu bác nào mà có hơn một tí chút, điều chỉnh hơn được một chút về tài chính thì các bác lấy hai kỳ này nhé. Còn về nguồn giống và chế độ bảo hành của nhà em thì em tự tin. Và thứ hai là các bác phải theo dõi cái kênh của em thật nhiều để biết là từ trước giờ em buôn bán thế nào. Đấy. Để đặt những cái niềm tin đúng chỗ nhé. Còn khi các bác lấy thì em sẽ ra chậu, ấm chậu cho mọi người. Để mọi người về, mọi người chỉ việc nuôi cho nó lớn thôi. Không sợ là chưa biết có kinh nghiệm trồng nó chậm hay là dẫn đến nó bị thui ước gì đâu nhá. Thì cái to này là 4,5 triệu, còn kia này 3,5 triệu. Đấy, rất khỏe, rất đẹp. Tại vì sao em nói thế, tại vì toàn bộ những cái kia và những cái giống, con giống của nhà em thì nó đã nở hoa tại vườn rồi, từ cái giò mẹ em mua lâu rồi, 2017 ấy. Đấy, em cũng có một cái video đầu tiên em chia sẻ đấy. Đấy, đây là tất cả những cái con giống hôm nay mưa gió em lên em xuống giống để chia sẻ cho các bác. Bác nào lấy thì ủng hộ vợ chồng em nhá. Rồi ok, em xin chào cả nhà.